Ấy đâu còn hai cục này hả? Ơi nhìn giống không, nhìn giống không mày, nhìn giống không? Làm sao để bay được, để mình cho bạn coi cho nó kỹ nha. Ôi trời ơi, bao công sức hai cuối cùng cũng đã xây xong rồi bạn ơi. Bạn mình đã trang trí một vài thứ bạn. Ủa gì đây trời, mé ơi, phải vô mình coi bạn ơi. Đây mà sao trong khi mà lúc mình đang làm cái bãi biển này nè, có một con dipper tới nó nổ cái đùng bay khu này của mình bạn, hình như hai con nổ ngay đây nữa nè bạn, nổ mình chết mấy lần luôn. Cái bãi biển này cũng là bãi biển nhân tạo thôi bạn, mình làm đó. Đây và cái này thì mình trồng full, còn cái này là một cây potato đấy, Alan Walker but I potato you đó, trời ơi vãi không các bạn. À, một mía, cây mía đúng rồi, cây mía đúng rồi. Đó, mía trồng vàng vàng vậy, với lại cái thuyền các bạn. Và đặc biệt là cái cửa sổ quá cu ngầu luôn các bạn. Với lại mình thiết kế thêm nút mà nó phế lắm bạn, nó ấn cái đóng cửa lại nè. Phế vậy cực đó. À, sao ta, nhìn nó ta. Có mấy cái thang nhìn kia. Thì cũng chả có gì, chỉ có cái bãi biển với lại gì hả các bạn. Và tham qua thăm anh Chicken Wood của chúng ta bạn ơi. Hey, anh Chicken Wood của chúng ta cũng chưa đẻ các bạn, kiểu như bị nhốt á, với lại cắm thêm mấy cái đuốc cho nó các bạn. Khoan đi ăn cái đó. Hôm nay tính mình sẽ làm một cái chỗ để câu cá nè, thấy không, dưới đây khá là nhiều cá luôn nè các bạn. Lát rồi, đấy, cá đó. Trời, cá này thân thiện nha, bu tới mình luôn nè. Cá thì thân thiện, vãi sợ thật sự. Rồi mình sẽ qua mình lấy đồ ăn bạn ơi, mình khá là nhiều cá bạn. Đấy cá. Đấy ngon. Ok, trước khi mình đi xay á, mình sẽ cho bạn biết là sắt có mọi người đây. Sắt không có, để mình vô mình lấy sắt cái đâu bạn. Sắt. Hai quẩy bạn, mình sẽ đi chế một vài thứ. Nhưng mà mình chế được cái kiếm chứ không có chế được nhiều thứ bạn, nó phải cần cái ô gì á. Để biết luôn. Này là gì nha. Này croc, ủa croc chế được nè. Iron helmet nè. Trời ơi. Trời ơi. Ngon. Ngon. Trời ơi, nè bạn cho mình thay dạ đổi dạ nè bạn. Đủ ngầu. Đấy. Hết sắt rồi bạn, mình sẽ đi mai sắt nữa bạn ơi, để mình cất một vài thứ. Mày tao có kiếm rồi nha, tao mình sẽ qua mình chơi con khủng long bạn, không biết chơi được không. Ok, chơi nốt, chơi tới luôn nha. Mình sẽ đi khai thác gỗ. Không, để mình làm cái đường đi các bạn. Đây, cái đường đi. Được làm được không đây? Cái này là toàn là cát không các bạn, nên mình sẽ làm cái đường đi nó xinh. Không có xinh nữa mà nó phế vậy cứ. Ngon không bạn? Quá dữ. Đấy, tới rồi nè các bạn. Ok. Ủa sao ta? Cái này là gì nha? Hay để gần nước ta nha. À nó sẽ mọc cái đường này đi lên các bạn, chắc vậy. Mình cũng chả biết nữa. Khi bạn lần đầu chơi Mini World bạn rất là nhạt. Nói ra câu này nhạt thật. Về đi về ngủ. Mai làm tiếp. Chắc trồng hết cái khúc nữa gì. Ăn cái đã. Trồng hết cái khúc này luôn đi chơi rồi. Để nặng túi. Ê, mày muốn qua với Chicken Wood của tao không? Thấy là Chicken Wood của tao cô đơn lắm mà, không hiểu sao luôn. Ôi, chín rồi nè, phải không? Ôi, hình chưa chưa. Không ta? Không biết luôn. Kho có gì nha? Trong kho có 15 cái này. Và cái này. À, khá là đủ nguyên liệu nha. Rồi, xay dưa thôi các bạn, xay dưa thôi chứ... Gì vậy? Đâu rồi, nó đặt đâu rồi? Đấy, sugar cane, à mình đập cái kia các bạn ơi. Xây sao ta? Đây. Hai bậc thôi. Đấy, cao gì được không? Cao hai nấc được rồi, cao hai nấc đủ câu rồi. Đấy, để. Xây, mình xây không chuyên nghiệp cho lắm nha. Xây là vừa đủ xài, vừa đủ ăn thôi các bạn. Nó có cho nó đẹp thôi, không hề bắt qua anh kia làm gì, tốn thời gian lắm. Ổn áp cái đó, từ phịch xả hưởng này xíu là ngon rồi nè.
ra ra giữa hồ là được. Ok, khá là giữa hồ rồi đó. Qua đây nha, qua đây. Thiếu gỗ rồi, thiếu gỗ rồi, thiếu gỗ rồi, thiếu gỗ rồi, thiếu gỗ rồi. Ở đây các bạn, đấy. Ok, để mình làm thử trải nghiệm trước nha các bạn, để mình coi phải không ta. Sao nhìn nó phế quá ta, nhìn nó dơ, nó xấu dữ vậy ta. Đây được không ta, ổn ta. Ê, hết ổn rồi. Ê, tủ xanh. Nhìn dơ quá này, hơi xấu, được không ạ? Đây, à được rồi nè. Ê, sao cần cái đồ trống nha. Đồ trống nè. Trống xuống, trống xuống. Ê, trời ơi. Nhìn nó xấu. Nó kệ nó. Ê, nhầm nhầm. Đó, thiết kế mới, thiết kế của nhà kiến trúc sư. Nên mình qua mình lấy thêm gỗ xíu à. Làm cái thật là đẹp. Chế được 200 cái gỗ luôn ha. Ok. Có bè đá nữa ha ta. Bè đá này là cái gì nha. Lấy thử vài cái chơi thôi các bạn. Cái này thấy là em đúng. Ok. Thấy cái bộ đồ sắt của mình khá là ngầu luôn. Quá dữ, quá dữ. Quá dữ so với cho đi lên được. Ôi, gì kì á? Kì ta. Đấy, được không ta? Ổn không? Ổn map không? Chắc ổn. Khó bạn, khó xây quá, khó xây quá. Khá là ngu, khá là ngu. Đây, ở đây được không ta? Bỏ miếng đó, bỏ miếng đó, bỏ miếng đó. Ok, ổn map, ổn map. Được, 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 được. Chắc được, chắc ổn. Chắc đẹp. 50-50, ai biết được. Ê, biết ngay mà. Cày thế nha. Ngay là té cái tẩm xuống cái cơ mà. Các bạn, nó xíu nữa nó sẽ ổn hơn một chút xíu. Đấy. Rồi, ra vậy được chưa ta? Ừ, ra vậy khá sâu rồi đó. À, nhìn nó khá là to và hầm hố nha. Mà thật sự nó không có đâu hết. Không tới đâu hết. Hết chưa ta? Hết rồi đúng không? Tết 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 thấy được không, được không, được không? Mấy bạn cho ý kiến đi chứ mình nhìn cũng dơ lắm bạn. Nhìn hơi dơ mà thôi kệ. Mình xây mà đúng không? Nhìn là biết đẹp rồi, biết ổn áp rồi. Để hai chỗ luôn, bạn muốn đi đâu đi. Hay chết bà. Thế bà ứng lộn, ứng lộn. Chơi này hay ứng lộn lắm. Đây. Nông cân bằng. Phải cứ. Nhìn nó xong cân bằng nó, nhìn nó dơ, nó xấu. Dơ lắm mày. Đây. Đây, ok, ngon. Ngon. Giờ lắp vô thôi các bạn ơi. Tại cái cục này khá là cao nên thấy khá là dơ. Lâu vậy. Mà cần rất là nhiều đá và nhiều tâm huyết. Nếu các bạn hãy ủng hộ mình nha. Believe. Hai cái một cái nha. Hai cái một. Hai cái này là một cái này được rồi. Thấy ổn áp hơn nè. Ok. Như được các bạn ơi. Được hơn, được hơn xíu. Được hơn xíu, được hơn xíu. Đâu. Được hơn xíu bạn, được hơn xíu. Này ở đây. Hai cái một cái. Hai cái một cái. Hai cái. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đấy. Trời ơi. Đấy, ngon, 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 ổn, ổn không? Chắc ổn, không biết nữa. Để vô nè. Để vô, trời, đẹp luôn, đẹp, đẹp, đẹp. Được, 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 kết rồi nha, kết, kết, kết. Kết, kết, như cái mực cung vậy. Hai cái, hai, hồi hết luôn rồi các bạn ơi. Hết gì rồi, hết gì rồi. Nhồi nhồi, nhồi nhồi, nhồi nhồi, nhồi nhồi. Nhồi nhồi. Gì à? Con kia làm gì vậy? Đừng chưa. Chưa cắm đuốc nữa. Đây có 8 cây đuốc à. Nhồi nhồi, nhồi nhồi. Nhồi 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 nhồi. Đoạn lên, đoạn lên. Ai cho mà lên, ai cho mà lên. Cái cầu mình sẽ sáng lên liền. Đấy, sáng lên liền. Đấy. Cũng được, ổn không?
La chi vậy ba? Mày giao chiến hả? Muốn thử giáp sắt của tao hả mày? Cái gì vậy? Ui, 8 máu rồi. Mày, ơi cháy, mình bị cháy, mình bị cháy. Xuống nước, xuống nước. Ui sao bị cháy ta? Vô lý nha. Đây, ăn cái đã. Ăn. Theo con quỷ trên kia làm cái gì ta? Chân cột, chân cột, chân cột. Chân mấy này nhìn nó thô lắm thề. Là mấy cái. Ấy, đúng không? Ấy. Giả bộ thôi bạn. Giả bộ vậy thôi, chứ tốn gỗ lắm, thề. Đấy, 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 ok. Wow, mình không phải là builder nha, build tạm 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 thôi bạn ơi. Đuối, 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 đuối. Đuối nước, đuối nước, đuối mẹ. Đuối, đuối, đuối. Cho xong. Ơi, còn cái nữa, còn cái nữa. Ok, 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 ok. Bơi lên hết khá là khó bạn ơi. Phải dùng hai tay nữa bạn. Nó nè. Chân cột, chân cột. Để nó đủ trên mặt nước thôi, được rồi. Đấy. Để nó đủ trên mặt nước thôi, được rồi. Đâu ta? Như vậy là ổn. Không, giờ mình phải bỏ luôn cái dưới đây hả ta? Chứ không cần đâu nha. Sự đó bạn. Ok, xong. Mình sẽ là qua làm mấy cái đuốc. Mấy cái đuốc, mấy cái đuốc, mấy cái đuốc, mấy cái đuốc, mấy cái đuốc. Mình sẽ đặt ở đây các bạn. Tại bữa nó cái hàng cái con Reaper nó phá của mình rồi. Cái con nổ cũng nạn đó. Phá mất bà hết rồi. Đây, sống. Đây xong. Ngủ dậy sáng chắc sẽ đẹp hơn một chút xíu. Sẽ qua mình chế hai cánh cửa được mở ra cho để không để cho anh Chicken Wood của chúng ta chạy thoát. Hai cái. Hai cái, hai cái, hai cái, hai cái. Xong. Đấy, ngon rồi. Có rồi bạn ơi, wood của chúng ta. Đây, cánh cửa bật ra vượt vô của anh Chicken Wood. Đấy, luôn luôn chào đón anh Wood. Đấy, xong một cái cầu. Rồi. Được á. Mình sẽ làm một cái logo ở đây. Rồi, con này đâu mày? Nó đuốc mấy con này cắm khá là nhiều. Khuôn rọc khuôn trước cái đó. Làm coi đẹp không cái đó. Đây. Đây luôn, ngay đây luôn nè. Ngay đây luôn cho em ơi. Ngay đây hả? Đây. Ngon. Đây, 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 đây. Ấy, trời ơi. Sẽ một cái này. Một cái ở đây. Một cái ở đây. Và một cái ở đây. Một cái ở đây. Đây. To, 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 to. To, hình như nó hơi to, hơi to, hơi to. Bồi cái này, bồi cái này. Bồi cái này. Đây. Bồi cái này. Đấy, trời ơi. Được, được, hình như được bạn ơi, được. Rồi, đi vô, đi vô. Đi vô đúng không ta? Đi vô tới đây. Bên kia nó cũng vậy, phải. Xóa cái đó, xóa, xóa. Không, cái này như không được hái bạn ơi. Hay đâu? Trời ơi, build khó thế nha. Đúng là những builder có khác. Đấy. Chặt đi, để nó xấu nữa. Ok, xong. Ok, rồi xong. Giờ đập ha, đập ha. Giờ mình đập khá là chương trình đập. Đấy, trời ơi. Trời ơi. Đây. Đấy, trời ơi. Cao nha. Cao nha. Cao đi đâu ông ta. Chắc ổn, chắc ổn. 1 2 3. Không, 4 là cái dưới. 4 hả? 4 là cái bên này nè.
Không, ổn luôn. Ổn là cái này. Cái stair đấy. Ôi stair bên kia. Để đập cái stair bên đây nè các bạn. Đây. Ôi sao kỳ vậy. Sao hai cái đặt khác nhau nha. Hai cái đặt khác nhau nha. Đấy, ngon. Trời ơi. Trời ơi, nó gọi là chất vậy. Sẽ lên đây hả? Xây dựng. Đây đúng không? Đây. Đấy. Lên. Lên. Phải đâu, sai rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Đây, mình phải đặt bên đây chứ. Lên 3 cái thôi. Đấy. Đấy, ngon. Cái này mới đúng nè. Phải không? Đấy, có vẻ là vui vạn hơn. Đấy, chết bà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngon, ngon, ngon. Còn bên đây nữa bạn, còn bên đây nữa bạn. Còn mấy cái lá nè, khó chịu nha. Này đây mà đúng không? Đây nè các bạn. Ra ngoài coi coi. Em bên trên đây thôi. Nếu bạn thấy video này hãy để lại một like, một subscribe nhé. Ngoài ra chia sẻ anh tạo làm cho mình làm tiếp video tiếp theo. Đáng lý là hôm nay mình làm mấy cái kiểu như là mình sẽ xây thêm một cái dù, cái gì ở đây nữa. Kiểu như cái dù bạn mình đi mai một vài thứ, nhưng mà chắc là thời lượng tập này khá là